Anna, Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ, giọng nói làm lung lay tinh thần quân đội Mỹ. How are you, G.I. Joe? It seems to me that most of you are poorly informed about the going of the war, to say nothing about a correct explanation of your presence over here. Nothing is more confused than to be ordered into a war to die or to be maimed for life, without the faintest idea of what's going on. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử ngành phát thanh Việt Nam đã có dấu ấn một nhân vật đặc biệt. Đó chính là nữ phát thanh Trịnh Thị Ngọ, người con gái chỉ với giọng đọc tiếng Anh chết người của mình đã khiến những người lính Mỹ tham gia chiến tranh ở Việt Nam bị mê hoặc, bị cảm hóa mỗi ngày dù chưa từng gặp mặt. Trong số ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu về Hanna Hà Nội, Trịnh Thị Ngọ. Đôi nét về nữ phát thanh viên Trịnh Thị Ngọ. Bà Trịnh Thị Ngọ sinh năm 1930 tại phố cổ Hàng Bồ, Hà Nội. Bà sinh ra trong một gia đình tư sản yêu nước. Cha bà là cụ Trịnh Đình Kính, người vẫn được mệnh danh là ông Hoàng Thủy Tinh Đông Dương với thương hiệu Thanh Đức. Cụ là một nhà tư sản yêu nước và cũng là người Việt Nam đầu tiên học được nghề thủy tinh. Từ nhỏ, bà Trịnh Thị Ngọ theo học ở trường tiểu học Hàng Cót. Trong ký ức của người em trai, ông Trịnh Đình Tiến, người chị gái từ khi đi học đã là một nữ sinh xinh đẹp và nét chữ ít người sánh kịp. Khi đó, nhiều người còn đến nhà ông Hoàng Thủy Tinh Đông Dương để nhờ cậy bà viết chữ nho vào văn bằng. Năm 1943, bà Trịnh Thị Ngọ đậu bằng Certificate, một loại chứng chỉ thời Pháp, rồi tự học thêm tiếng Anh bên ngoài của bà Lucine Hà Văn Vượng. Giá của việc học tiếng Anh hồi đó không hề rẻ, khoảng 25 đồng tiền Đông Dương cho một giờ. Trong khi đó, mỗi tháng học phí tại trường học cũng chỉ vài chục đồng. Thế nên, chuyện con gái Việt đi học Anh ngữ như bà Trịnh Thị Ngọ là của độc, hiếm thời đó. Thứ ngôn ngữ còn xa lạ với đa phần người dân Việt thời bấy giờ đã trở thành niềm đam mê. Sự chuyển hướng đột ngột ấy bắt đầu từ niềm say mê vô tận của bà đối với những bộ phim Mỹ, trong đó đặc biệt là tác phẩm điện ảnh kinh điển Cuốn Theo Chiều Gió. Bà từng xem đi xem lại bộ phim ấy cả thảy 5 lần. Mê phim đến độ, bà Trịnh Thị Ngọ muốn mình có thể tự nghe, tự hiểu những gì mà các diễn viên đang nói mà không cần phải thông qua phụ đề dịch. Sau đó ít lâu, chuyện không ngờ đã xảy đến với gia đình bà khi cha bà, cụ Trịnh Đình Kính bị bắt giam ở Hỏa Lò vì đã ủng hộ cách mạng. Mọi tài sản đều bị mất hết. Lúc này, trách nhiệm gia đình được đặt lên vai của cô gái Trịnh Thị Ngọ. Trong thời gian cách mạng tháng 8 diễn ra tại Hà Nội, bà Ngọ cũng như rất nhiều người dân yêu nước lúc bấy giờ tham gia một cách nhiệt tình vào các hoạt động cứu chữa thương bệnh binh, tiếp tế nuôi quân cách mạng. Hanna Hà Nội, giọng nói ma lực với quân Mỹ. Năm 1955, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở chương trình phát thanh tiếng Anh. Bà Trịnh Thị Ngọ, với vốn tiếng Anh thành thạo của một cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, đã được các chuyên gia đào tạo, trở thành phát thanh viên kiêm biên dịch và biên tập viên. Bà được phân công thực hiện chương trình Mỹ Vận, tức là chương trình dành cho các binh sĩ Mỹ đang tham chiến tại Việt Nam. Thời điểm đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phối hợp với Cục Định Vận, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, làm một chương trình tiếng Anh dành riêng cho lính Mỹ, lấy tên là chương trình Chuyện Nhỏ với Binh Sĩ Mỹ. Các buổi phát thanh Định Vận bằng tiếng Anh của bà Trịnh Thị Ngọ được phát vào ban đêm sau một ngày dài diễn ra chiến sự. Câu mở đầu của chương trình thường là: "Đây là Thu Hương, trò chuyện với binh sĩ Mỹ ở Nam Việt Nam." Lúc đầu, buổi phát thanh chỉ dài từ 5 đến 6 phút mỗi lần và mỗi tuần có 2 buổi phát. Tuy nhiên, về sau tăng dần thời lượng và phát ngày 3 buổi, mỗi buổi 30 phút. Như vậy, mỗi ngày bà có 90 phút phát thanh với hàng trăm nghìn binh sĩ Mỹ nghe. Sau đây là một trích đoạn giọng đọc của bà trên sóng phát thanh. Trong các phát thanh viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thời ấy, có lẽ không ai sở hữu cho mình nhiều tên gọi, biệt danh như Trịnh Thị Ngọ. Về danh xưng Thu Hương, bà Ngọ tiết lộ: "Cái tên Trịnh Thị Ngọ có hai dấu nặng nên rất khó đọc với những người nói tiếng Anh. Đài Tiếng Nói Việt Nam khi đó đề nghị tôi chọn một cái tên dễ đọc hơn. Tôi đã chọn tên Thu Hương vì Thu Hương là tên của một cô bạn gái rất thân.
Sau này tôi chọn tên cô ấy cho cả con gái của mình.